Sáng nay, Ủy ban nhân dân phường Ia Karin, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cùng cơ quan công an để điều tra nguyên nhân một bé trai 5 tuổi tử vong nghi do bạo hành ở cơ sở chăm giữ trẻ khuyết tật. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 9, bà Dương Thị Tùng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, mẹ của cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt 5 tuổi, đến công an phường Ia Karin trình báo về việc con của bà bị bạo hành tại cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật số 57, phường Trần Nhật Duật trên địa bàn. Lúc này cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và phát hiện bé Kiệt nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều dấu hiệu nghiêm trọng như ngưng tim, ngừng thở, nhiều vết bầm tím chảy xước trên cơ thể. Bé Kiệt được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhưng đã không qua khỏi, tử vong vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Được biết, bé Kiệt bị thiểu năng, không biết nói và đã được gia đình người nuôi tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân do bà Phạm Thị Hồng, chú tại phường Ia thành phố Pleiku quản lý. Cơ sở này hiện đang chăm sóc 35 trẻ, đã hoạt động từ năm 2011 đến nay nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo đúng quy định.